Em xin chào các bác nhé. Thì hôm nay em lại xin chia sẻ cho các bác là cách chăm sóc và tỉa cây đu đủ. Làm sao để cho cây đu đủ nhà mình quả to đẹp và vừa dễ bán. Đây là em xin giới thiệu các bác là đây là đu đủ rau. Các bác lưu ý cho em là đây đu đủ rau thì càng quả to thì bà con nạo càng dễ, cho nên những quả như này thì các bác lưu ý cho em là nên tỉa đi, vặt đi. Đây. Đấy. Đây. Như này. Các bác tỉa đi để cho nó tập trung nuôi cái quả bên cạnh, quả chính của mình để. Nhiều bác mới trồng cho nên là cứ thấy sai thì thích, nhưng thực tế các bác đến khi chảy các bác mới biết được những quả còi kẹ như này nó không có cân đâu, mà nó lại rất là mất dinh dưỡng của các cái quả dưới. Về đu đủ này thì các bác có thể bón NPK hoặc là đầu trâu xanh, nên là nó quả nó rất là to và nặng cân, các bác bán thì nó sẽ năng suất. Đây, các bác lưu ý cho em là khi cái quả đu đủ nhà mình nó ra hai quả như này hoặc ba quả thì các bác vặt cho em một quả ấy đi, những quả bé này, còi kẹ này, các bác vặt đi. Đây, như này, các bác vặt đi cho em. Vì cái đu đủ rau này ấy, một quả bác để thì nó sẽ có thể nó lặng cân nó gấp hai quả khác mà lại dễ bán. Đây, thì các bác lưu ý nhé, ba quả này thì các bác vặt cho em hai quả bên cạnh đi, để một quả giữa thôi. Quả giữa bao giờ nó cũng là cái quả mà nó phát triển nhanh, sau này là mình chảy nó sẽ được nhiều cân hơn. Đây, như các bác biết này, nếu các bác để hai quả này thì nó rất là còi kẹ. Đây, các bác phải tỉa ngay đi từ lúc nhỏ này này, để cho nó tập trung nó nuôi cái quả mình để lại. Sau khi các bác đã tỉa như này thì nó tập trung nuôi cái quả này mình để này, vừa to lặng cân mà nó không chèn ép nhau, quả nó cân xứng rất dễ bán. Đấy là kinh nghiệm mà mình đã từng trồng, mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn làm sao có cây đu đủ cũng như vườn đu đủ thật đẹp, năng suất. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.